Từ từ nào, từ nào, come on, come on, come on, come on. Mở từ từ đấy nha các bạn, mở từ từ đấy nha. Ting 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 ting. Họ thấy cái kiếm rồi, thấy logo rồi. Ấy, ấy, ấy. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Chào chào các bạn luôn nha. Các bạn ơi, hôm nay Cam Cam đã quay trở lại và sẽ cùng anh khoai tây giới thiệu cho các bạn được biết một dòng thêm năng lượng. Hả? Cái gì không nghe? Thì pin năng lượng mặt trời với chủ đề là Adventure Time. Ê, lộn rồi. Trời ơi, hồi nãy anh nói pin, ở đây là cái pin cài áo á ông ơi. Cái gì mà pin năng lượng mặt trời? Ủa? Vậy mà hồi nãy anh nói pin làm cho em tưởng là pin năng lượng mặt trời á. Sorry các bạn nha. Rồi, không có liên quan xíu nào luôn Cam Cam. Ủa mà dòng pin cài áo này sao anh? Thiệt là em không biết luôn hả Cam Cam? Cái dòng pin siêu tập này anh đã từng một lần giới thiệu rồi mà. Chỉ cái điều lần đó là khác chủ đề thôi, chủ đề Disney. Rồi, vậy là em đã làm trong khoảng thời gian em đi lên sao hỏa rồi đó. Cho nên em đâu biết gì đâu. À, ok. Rồi, nhớ rồi các bạn ơi. Thôi Cam Cam, đi vô đi Cam Cam, đi vô đi. Thì em bứng em lên đi. Ok. Intro lại nè các bạn. Anh Clay xin giới thiệu đây là một dòng pin cài có chủ đề Adventure Time, kết hợp với một hãng art toy đồ chơi nghệ thuật, thương hiệu Kid Robot. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 9 pack của cái bộ sưu tập này. Này các bạn sẽ thấy là một pack như thế này thì nó có thiết kế dẹp dẹp ha, bởi vì ở bên trong nó chỉ có một cái pin mà thôi. Adventure Time là một series phim hoạt hình rất là nổi tiếng, là tuổi thơ của rất là nhiều người, đến từ đài Cartoon Network. Còn ở phía trên này là các bạn sẽ thấy logo của Kid Robot, một thương hiệu chuyên thiết kế và sản xuất những dòng art toy, cũng thuộc loại nổi tiếng hàng top ở thị trường Âu Mỹ. Cái dòng này nó gọi là Enamel Pin Series. Dịch nôm na ra tiếng Việt nó là cái loại pin men mềm. Enamel là cái loại men mềm để người ta tô màu cho những cái phần của cái pin đó các bạn. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy có một cái danh sách đầy đủ của 1, 2, 3, 4. 4 nhân 1, 2, 3 là 12, 13, 14 nhân vật tổng cộng. Trong đó thì mỗi nhân vật sẽ có một cái độ hiếm khác nhau. Ví dụ như là em Finn này, một độ hiếm cũng tương đối ok, không có khó kiếm lắm, 2/20, tức là 1/10 đó các bạn. Em Lady Rainicorn này thì hiếm hơn chút xíu, 1/20. Hiếm nhất luôn là hai nhân vật này, Magic Man 1/40 và Abe 1/40 luôn. Wow, tức là cứ phải 40 hộp ngẫu nhiên thì các bạn mới có một cơ hội, thôi kiếm thấy một em như này. À, rất là hiếm luôn. Đồ chơi siêu tập nghệ thuật gì bây giờ mà phải học và phân số toán học nữa vậy anh? Khó quá à. Gì đâu mà khó Cam Cam, cái này là phân số cơ bản mà. Siêu tập Bear Brick còn được áp dụng số thập phân nữa cơ. Hả? Anh nói cái gì mà thập và phân? Số thập phân ông ơi. Thôi em chịu khó đứng lặng lẽ xíu đi Cam Cam. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở những cái pack này ra. Chúng ta sẽ mở ở trên này, hình như là phải lột cái miếng băng keo này ra làm sao các bạn. Hoặc là thử mở như vậy luôn. À không được. Đó. Và vẫn chưa biết được nhân vật. Còn có một cái bao bạc bí ẩn nữa, logo Kid Robot. Và sẽ ở đây. Ok. Rồi xem nào. Wow, công chúa Bubblegum. Tuyệt vời luôn. Ý, cái thẻ này nó cũng là một cái list luôn các bạn. À, để gỡ ra. Ở đây chúng ta có một cái thẻ và cũng là một cái danh sách 14 nhân vật có trong series này. À quên nữa, các bạn thấy cái tông màu vàng chủ đạo của cái thiết kế á, nó là cái người của em Jake nha các bạn. Kiểu dài thon đó, xong rồi ngoằn ngoèo tùm lum hết, so cool. Và khi gấp lại thì các bạn sẽ thấy có hai cái lỗ ở đây để mà chúng ta ghim cái pin lên như thế này. Đây là phiên bản pin của Princess Bubblegum, tỷ lệ mở ra được là 2/20. Ok, thì như các bạn đang thấy thì ở đây chúng ta có một loại pin, phần kim loại được mạ đen nha, kiểu đen tuyền luôn á. Wow, đây không, có hai cái khóa này là bằng cao su. Còn tất cả những cái khung màu đen rồi cái phần kim này luôn là kim loại nha các bạn. Công chúa Bubblegum rất là dễ thương luôn, mang một phong cách Kid Robot, gần giống với lại cái phiên bản figure cũng từ Kid Robot luôn. Đó, tập này thì chúng ta đã làm rồi. Thì các bạn thấy tất cả những cái phần màu sắc khác nhau này nè. Đó, nó được làm bằng từ một cái loại men mềm. Cái việc mà nó có đẹp và hoàn hảo hay không là sẽ tùy thuộc vào từng thương hiệu, cái trình độ sản xuất của họ. Là như các bạn cũng đang thấy. Đó. Còn ở đây chúng ta đang chứng kiến được một cái độ hoàn hảo gần như là tuyệt đối. À không, phải gọi là tuyệt đối luôn á, 100% là hoàn hảo luôn á. Không một chút lem, không một chút gọi là cái gì đó bóng bóng hay là bị thiếu màu các bạn. Anh có thể không rõ thì ở thị trường Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở các nước như là châu Âu hoặc là châu Mỹ thì đang có một cái lượng fan rất là đông đảo sưu tập những loại pin vô vàn chủ đề khác nhau luôn. Phổ biến nhất là loại pin của Disney. Cái đó thì tập trước anh có thể cũng đã giới thiệu rồi. Còn ở đây chúng ta có pin của Kid Robot. Và các bạn có thể thấy là một cái pin nho nhỏ đơn giản vậy thôi đúng không? Nhưng mà nó phải cần khoảng đâu đó 9 công đoạn để có thể sản xuất ra được. Từ các công đoạn như là dập khuôn, mài dũa, mạ cái phần khung kim loại cho đến cái phần tráng men màu. Mà theo anh có thể được biết thì cái công đoạn mà tráng men màu này là hình như vẫn được làm bằng tay. Những người thợ kiểu cực kỳ lành nghề, người ta sẽ sử dụng những cái ống xi lanh, cái thứ khác nhau ha, để mà có thể đưa một cái lượng men mềm màu vào từng cái khung, cái mảng màu khác nhau như thế này. Các bạn tưởng tượng giống như là mình tô tranh khác á. Đó, từng khu vực luôn ha. Cái phần viên ngọc xanh rồi cái cổ áo như này nhỏ xíu luôn.
rồi sau đó là đem đi nung, tráng một lớp nhựa trong suốt lên để cuối cùng cho ra một cái sản phẩm tinh xảo cực kỳ như thế này. Cái độ bền và cái độ giữ màu được lâu của từng loại pin nó cũng sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào tay nghề của cái người thợ và cái hãng sản xuất. Thì do là cái công sản xuất ra như thế cộng với thương hiệu Kid Robot, một pin như thế này đang được bán chính hãng ở trên Kid Robot luôn, các bạn có thể lên trang Kid Robot để mà xem. Có giá là $5.99, tức là $6, rơi vào khoảng 130 cho tới 140k tiền Việt Nam. Rồi còn chưa kể để mà ship về thì thường cái giá nó sẽ bị đội lên gấp đôi. Một pin như thế này ở Việt Nam nếu như các bạn có thể kiếm được cũng sẽ tầm đâu đó 250 cho tới 300k. Hả? Vậy công dụng của những cái pin này để làm gì anh? Thì đây nè Cam Cam, để sưu tập, thích thì mình lấy mình cài lên áo, lên ba lô cũng được. Ồ, như vậy nếu mà bị trùng thì có lẽ là tiếc lắm anh ha. Đang hồi hộp để giờ Cam Cam, đừng nhắc tới cái chữ đó. Chúng ta tiến hành với hộp thứ hai nè. Da da da, xem nào. Ok. 1, 2, 3. Ê, này ở đằng sau các bạn. 1, 2, 3. Yes, chúng ta đã mở ra được Flame Princess, công chúa lửa. Như vậy là có nhiều thiết kế mạ khác nhau. Đây các bạn ơi, chúng ta có một phần kim loại mạ màu vàng, rất là lấp lánh, rất là đẹp luôn. Đó là đằng trước nè. Thì các bạn có thể thấy là cả một cái đường viền khuôn của em này ha, đều là màu vàng luôn. Cho các bạn xem thật kỹ. Ở trên thị trường thì đang có rất là nhiều những hãng làm pin giả luôn các bạn. Vừa giả thương hiệu mà chất lượng kiểu cực kỳ kém luôn. Và thường được bán với một cái giá rất là rẻ, có thể là 100k không phải một cái, mà là 100k một đống. Thì những cái pin đó nó sẽ không có theo một cái quy trình chuẩn, dẫn đến là cái chất lượng rồi cái màu sắc nó sẽ rất là dễ bị bung ra. Hay là những cái góc cạnh này nè các bạn, nó không có được hoàn thiện tốt quá, sờ vào nó rất là sắc rồi nó lồi lõm. Nhưng mà thực ra cũng rất là khó để mà phân biệt, các bạn phải gọi là sưu tập rồi thực sự là để ý thì mới phát hiện ra được. Ok, đây là part thứ 3. Và chúng ta có... À không, bên này. Chúng ta có... Ui, Jake! Ho ho ho! Wow, pin em này bự rồi nha. Rồi này chúng ta có một màu đen tuyền. Đây các bạn ơi, một trong hai nhân vật chính của chúng ta, Jake, với tỷ lệ mở ra được là 3/20. Cũng bình thường, không phải là hiếm. Các bạn có thể thấy là ở cái phiên bản thật thì cái màu men này nè, nó tươi hơn là cái màu mực in ở trên cái part luôn. Đây, xem lại công chúa Bubblegum nè các bạn. Hay là Flame Princess. Đây là một cái phiên bản phải gọi là cơ bản nhất của Jack. Tính ra thì cái phiên bản của em Jack này nó to hơn chút xíu so với Bubblegum ha. Tầm 1,2 hay là 1,3 lần gì đấy, tính về chiều ngang á. Ngoài cái kim bự này ra thì thường là các bạn sẽ thấy nó có một cái kim nhỏ ở cái bên nữa. Đó là để khi mà chúng ta ghim vào quần áo á, sẽ tránh được cái tình trạng là spin, là cái pin của chúng ta nó bị xoay. Nhưng mà trong trường hợp này thì họ làm cho có quy chuẩn thôi, bởi vì mỗi em là có hai kim mà không thể nào xoay được. Và cũng rất là thích cái thẻ đi kèm này luôn các bạn. Mình có thể trưng những em này dễ dàng. Rồi cái background cũng siêu hợp nữa chứ. Part tiếp theo, part thứ tư. Và chúng ta có Yes, fan. Sẽ thật là thiếu sót nếu như mà mở một dòng đồ chơi sưu tập về Adventure Time mà lại không có fan. Tan tan tan. Đó, rất đẹp luôn các bạn ơi, tới từng chi tiết luôn nha. Những cái mảng bự bự như thế này thì không nói rồi. Các bạn có thấy cái chi tiết phân ra ở giữa cái dây ba lô này ha, thành một màu xanh nhạt và một màu xanh đậm. Đó, cái đường line ở giữa nè, nó siêu mỏng luôn. So cool. Đẹp không tì vết luôn các bạn. Phiên bản đen nữa. Ok, cho bộ ba này đứng chung một hàng đi. Đó, Bubblegum, fan với lại Jack. Tiếp theo. Thật sự phải gọi là đang rất hồi hộp luôn các bạn. Để các bạn trung nha. 1, 2, 3. Wow. Yo. Không thể tin được. Đây, cho các bạn xem. Chúng ta có phiên bản Fin with Grass Sword. Fin với kiếm cỏ nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy chi tiết cái Grass Sword, cái kiếm cỏ đang quấn quanh tay Fin ha. Nhưng mà còn cái outfit này, thật sự là anh có thể không thể nào nhớ ra được là Fin đã mặc ở trong tập nào ta. Có bạn nào fan cứng của Adventure Time giúp anh có tay ở bên dưới phần comment ha. Đó, nhưng mà soi về cái chi tiết những cái đường chỉ may trên cái bộ outfit này, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là các bạn có thể nhìn ở đây cái phần nón của Fin này ha. Một cái sự kết hợp giữa cái đường viền dày và cái nét mỏng. Cái phần này là nó nổi lên luôn á nha, 3D luôn ấy. Tại vì nó là cái phần khung kim loại mà. Có thể gọi đây là đỉnh cao chất lượng của pin rồi. Tuyệt vời. Và chúng ta đến với part thứ 6. Xem nào. Anh có tay đang muốn một trong hai em nhân vật hiếm, Magic Man hoặc là Ape, hoặc là Bimo. Được Bimo thì cũng rất là tuyệt vời. Gunter. Ok, cái phần đằng trước của Gunter ở trên cái hình thiết kế thì nó hơi trắng, còn cái phiên bản thật thì nó hơi ngã vàng ha. Ở đây dính một tí xíu bụi, phủi là ra ngay. Đó. Cũng là một em kim loại mạ đen nữa, siêu dễ thương luôn. Wow, 6 pack liên tiếp không bị trùng rồi, thật là kỳ diệu.
Hãy tiếp tục cái độ may mắn này nha. Let's go. Tom tom. Ây trời sao cứng quá vậy. Lại nè. 1, 2, 3. No. No. Vừa mới nói xong luôn các bạn. Ok, hai em Jack y chang nhau luôn. Đây, cũng tạm để ở đây. Đó, hồi nãy anh nói em nhắc có sao đâu. Anh nhắc cái chữ đó một phát là trùng ngay. Ồ, đúng thì các bạn, nhắc cái chữ trùng một cái là trùng ngay em Jack. Ôi. Come on, xem nào, bimo của tôi đâu. Bimo, bimo, bimo. No, chưa. Bimo. Marceline. Hay tên đầy đủ còn gọi là Marceline the Vampire Queen. Oh wow, cái phần tóc của em này thiết kế thú vị ạ. Rồi rồi, thử xem nào. À, ok các bạn ơi. Bởi vì em này có một cái mái tóc đen tuyền luôn ha. Thì nhà sản xuất đã tận dụng luôn cái phần khung, cái đường viền ở chỗ này nè. Nó dày lên thành cái phần tóc của em này luôn. Đó, cho nên là các bạn sẽ không có thấy một cái đường viền mỏng nữa ở ngoài phần phần tóc. Ok, cũng là một cái cách hay. Cái thiết kế pin của em này nhìn đúng chubby, dễ thương luôn. Mà trong series thì thật ra em này đã 1000 tuổi rồi các bạn. Em này có độ hiếm là 3/40. Ở ngày 40 có thể ghê ghê nhưng mà 3 em lận. Còn Jack là 3/20. À, hiếm gấp đôi Jack. Đây các bạn ơi, đang rất là muốn ra em BMO này, tỷ lệ 2/20. Hoặc là Magic Man, Ape, tỷ lệ hiếm nhất. Và chúng ta chỉ còn có một pack cuối thôi. Liệu rằng may mắn sẽ mỉm cười hay không? Hay là... nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. À, là cái đó. từ từ nào, come on, come on, come on, come on, come on. Mở từ từ đấy nha các bạn, mở từ từ đấy nha. Ting 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 ting. Họ thấy cái kiếm rồi, thấy logo rồi. Ui, 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 ui. Oh, no. Thấy rồi, màu tím rồi, màu tím rồi. Ok. Lumpy Princess. Hay không, đầy đủ phải là Lumpy Space Princess. Wow, tính ra em này à, bự hơn Jack không ta? Không, cũng cỡ cỡ đó. Nhưng mà tại nguyên một cái phần này nó solid luôn cho nên là có cảm giác như là bự hơn. Oh wow. Em này cũng có một cái tỷ lệ là 3/40 nha các bạn. Chúng ta còn hai nhân vật này rất là đẹp luôn. Bimo nè, Lady Rainicorn nè. Hơi đáng tiếc chút xíu là tập này chưa có mở ra được. Ok, nhưng mà không sao, đỡ hơn là không bị trùng. Đúng, dễ thương muốn xỉu luôn anh. Mình đeo lên người hay là ba lô mang ra đường lỡ bị chày sao? Tiếc lắm luôn á. Ừ, cảm cảm nó cũng có lý. Dạo này anh Khoai Tây toàn là sưu tập những cái món mà tiến thoái lưỡng nan không à. Sưu tập gom Iwako thì quá dễ thương, không nỡ gom. Sưu tập pin để đeo lên người thì cũng quá đẹp, đeo lên sợ bị hư. Ây da, thật là nhức đầu. Thôi thì chủ yếu đi sưu tập vậy. Ok, còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về bộ sưu tập Adventure Time kết hợp với Kid Robot Pin lần này? Hãy để lại comment ở bên dưới ha. Và nếu như thích video này thì các bạn hãy cho anh Khoai Tây một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh Khoai Tây và Cam Cam sẽ trở lại trong những video thật thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.